Cây xạ đen là gì? Đặc điểm nhận diện cây xạ đen. Cây xạ đen có nhiều tác dụng hay như điều trị ung thư gan, u lành, bướu, xơ gan, viêm gan A, B và C, men gan cao, gan nhiễm mỡ, u xơ tử cung, cao huyết áp, tiểu đường, mất ngủ. Đều là những căn bệnh phổ biến rất nhiều người mắc phải. Trong video này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn đặc điểm nhận diện cây xạ đen nhé. Cây xạ đen là gì? Xạ đen được biết tới là một loại cây dây leo có thân gỗ, nó thường mọc thành bụi và sống lâu năm. Loại cây này có tên khoa học đó là Lachuhinsuben. Từ lâu trong dân gian gọi xạ đen với nhiều tên gọi khác nhau như cây ung thư, cây đông triều, cây bạch vạn hoa, cây bách dài. Lá của xạ đen thường được thu hoạch vào tất cả thời điểm trong năm, tuy nhiên đối với những nơi trồng nhiều họ sẽ thu hoạch vào thời điểm tháng 10. Phần quả và thân cây được sử dụng để làm thuốc, người bệnh có thể dùng xạ đen ở cả hai dạng tươi hoặc khô đều được. Xạ đen được biết tới là một loại thuốc nam phổ biến và quý hiếm tại Việt Nam, được trồng rộng rãi và mọc tại những nơi có nhiệt độ ổn định, khí hậu mát mẻ như phía Bắc, nhất là tại khu vực Hòa Bình. Đặc điểm cây xạ đen. Cây xạ đen thuộc loại thân leo với dây nhỏ, nó thường hay mọc ở xung quanh những cây lớn. Phần dây thường khá to khoảng bằng cỡ của ngón chân cái. Nếu như chặt phần thân sẽ xuất hiện nhựa đen, khoảng 5 phút sau đó thân cây sẽ chuyển sang màu đen. Đây chính là lý do vì sao mà người ta gọi loại cây này với tên gọi là xạ đen. Hoa thường nằm ở đầu cành, có màu trắng, còn quả khi chín sẽ có màu vàng cam kết thành những chùm nhỏ rất đẹp mắt. Phân bố xạ đen. Trên thế giới xạ đen được trồng phổ biến ở một số quốc gia tại khu vực Đông Nam Á như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam. Nó thường mọc với độ cao trung bình khoảng 1.000m đến 1.500m. Những khu vực trồng xạ đen ở Việt Nam thường tập trung tại nơi có đồi núi thấp, bán sơn đại, có phạm vi rộng chẳng hạn như Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Ba Vì. Ngoài ra, một số những khu vực thuộc đồi núi thấp cũng có thể trồng được xạ đen nhưng vẫn còn khá hiếm. Theo các chuyên gia, nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt trong năm nên rất phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh. Thành phần hóa học của xạ đen. Thành phần của cây xạ đen rất đa dạng, nhưng có 3 chất quan trọng cần chú ý đến đó là flavonoid là một loại chất chống oxy hóa có khả năng phòng ngừa ung thư hiệu quả. Saponin-triterpenoid có công dụng chống nhiễm khuẩn và quinone có khả năng làm cho tế bào ung thư hóa lỏng và dễ tiêu. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.